Chương 482, bản cô nương không có cái nhã hứng đó. Quả nhiên, như thương thầm nghĩ, quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Hắn nói đã sai họa sĩ vẽ những cô gái đến tuổi thành hôn trong kinh, ít ngày nữa sẽ đem vào trong cung, ta có thể tự mình chọn lựa. Bột, quyển sách như thương đang xem bị nàng đóng lại, nàng ngồi trên thang bắt chéo chân nhìn phía dưới, nói, vậy ngươi chọn đi. Trên đời này nhiều con gái như thế, vì sao họ muốn gả cho thái tử chắc trong lòng ngươi cũng hiểu cho nên nếu cũng không phải là tình yêu vậy thì chọn một người xinh đẹp nhất cũng coi như không bạc đãi chính mình cô độc chứng nhíu mày ngươi giúp ta chọn bản cô nương không có cái nhã hứng đó dứt lời từ trên thang nhảy xuống có lẽ trong lòng mang theo chút tức giận lần này cánh tay sượt qua khiến một chồng sách bên cạnh cũng đổ xuống giá sách nặng nề đập vào lưng của nàng cô độc chứng vội vàng xông lên trước cũng thay nàng đỡ mấy quyển sao không cẩn thận một chút trong giọng nói mang theo chút giận dữ sách rơi cũng không biết tránh, vật này không gây thương tổn được cho người, nhưng đập xuống cũng sẽ đau, như thương lại lắc đầu, không đau, hắn ngừng lại, tự như đang xem xét xem lời của nàng có thật hay không, như thương cũng không lừa hắn, lại dựa vào cái thang, lúc này mới nói, năm ta 12 tuổi bị người chôn sống, thật vất vả mới trốn thoát, rồi lại bị lâm vào hỗn chiến. Khi đó còn quá nhỏ, đối phương lại đông, đánh tới đánh lui cũng không đánh lại người ta sau lại bị chúng buộc cổ kéo lê trên đất, kéo đến nát vụn cả sau lưng. Nàng đang nói những chuyện khi mới xuyên qua, những chuyện này với cô độc chứng mà nói hết sức xa lạ, nhưng đã qua vài năm như vậy, như thương lại nhớ tới, vẫn rõ mồn một trước mắt. Sau đó tiêu phương đã cứu ta, hắn dẫn ta trở về khe suối tầng lĩnh, chữa cho ta 4 năm, cuối cùng chữa trị cho lưng ta trở lại như lúc ban đầu. Tuy bên ngoài nhìn như không sao, nhưng thần kinh vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, cho nên lúc ở dược vương cốc, có nhện bò lên lưng ta cũng không phát hiện, cho nên. Cho nên những cuốn sách này có đập vào lưng, ta cũng sẽ không cảm thấy đau. Chương 483, Giời ẩn nguyệt các đến thục đô. Từng lời nàng nói, giống như đang nói chuyện của người khác, thậm chí còn cười lúc tả lại lưng mình đã từng nát rửa đến tận đầu khớp xương, chỉ là lúc nói đến tiêu phương luôn lộ ra nụ cười. Cô độc chứng nghe, từ lúc nàng chui ra khỏi bùn đất, đến khi vào khe tầng lĩnh, lại được một tay tiêu phương chăm sóc nàng bảy ngày bảy đêm không chợp mắt, rồi nhờ bàn tay thần diệu của tiêu phương được cải tử hồi sinh, còn có thân thể nàng lại mượt mà như lúc ban đầu, thì ra là bốn năm họ đã trải qua như thế, cho đến lúc này hắn mới xem như thật sự hiểu được tình nghĩa giữa hai người này, nhưng hiểu, thì sao? Chấm 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 chấm. Chuyện hoàng đế cho tuyển phi cô độc chứng cũng không vội vàng tiến hành, ít nhất còn chưa truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nhưng có một việc, với tầng như thương mà nói lại không thể đợi thêm ban đầu nàng liều mạng đoạt ra sát thủ lệnh từ trong núi lửa xích liệt phun trào xem ra hôm nay phải dùng vật đó để làm một ít chuyện rồi dĩ nhiên chuyện này không thể làm ở trong cung có làm cũng không phải nàng tự mình ra tay có một người thích hợp hơn cả nàng đó chính là vạn sự thông vạn sự thông tai mắt của người này trong giang hồ rất nhiều hắn có thể dựa vào khứu giác đặc biệt của mình phân biệt giá trị của tin tức mà chuyện nàng cần làm nằm ngoài phạm vi khống chế của đông thục thành lập một thế lực đặc biệt địa điểm có sẵn chính là thành thục đô chuyện như vậy trước kia nàng đã nói qua với cô độc chứng bất kể kết quả như thế nào phải lưu cho mình một đường lui cũng bởi vì thế ban đầu lúc nói điều kiện với hoàng đế đông thục hắn mới chọn thành thục đô kế hoạch này thảo luận cùng vạn sự thông thông minh như hắn đương nhiên hiểu tần như thương có ý gì nàng muốn xây dựng lại thành thục đô chẳng những muốn dân chúng đông đúc còn phải khiến cho buôn bán hưng thịnh, khôi phục tin tức liên lạc, khôi phục lưu thông tất cả mọi mặt. Nhưng, như thương còn nói một vấn đề quan trọng nhất, dời ẩn nguyệt các đến thục đô, chương 484, để vạn sự thông đi thục đô. Lúc nói lời này, sát thủ lệnh luôn vẫn giữ bên người cũng cùng lúc đưa tới, vạn sự thông ngẩn ra, dương mắt liền nói. Ý cô nương là muốn để cho ta rời đi, như thương đương nhiên gật đầu, tất nhiên. Không đi thì sao có thể làm việc, chúng ta cũng không thể cứ ở trong hoàng cung thế này, nhưng... Nhưng không phải nói muốn tìm tung tích của thầm châu sao. Vạn sự thông cũng tự thấy lời này thật vô ích, hắn biết, mình cũng chỉ đang cố gắng tìm lý do, cũng chỉ muốn tiếp tục ở lại, ở lại bên cạnh nàng, thầm châu đương nhiên vẫn phải tìm. Như thương khoát khoát tay, nói tiếp, nhưng không thể để tất cả mọi người cùng tìm một lúc. Mấy ngày gần đây trong lòng ta luôn bất an, Cảm thấy hoàng cung này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may, giữ được một thuộc đô, coi như cho chúng ta ngày sau có nơi đặt chân, nàng nói có lý, Vạn Sự Thông cũng hiểu đây là việc cấp bách, vì vậy gật đầu, tuy không muốn, nhưng vẫn phải buông tay, cô nương vậy. Tất cả xin hãy cẩn trọng. Lấy câu này coi như lời từ biệt vậy, như thương phất phất tay, chỉ nói, đi đi, thanh âm thanh thanh đạm đạm, không có tinh thần lắm, nhưng hình ảnh Vạn Sự Thông xoay người đi, có lẽ đã để cho nàng nhìn ra một tia manh mối đặc biệt là gặp lại hắn vào mấy chục năm sau càng làm cho như thương bỗng chốc tỉnh ngộ nhưng dù tỉnh ngộ thì có thể làm được gì nàng giống như đã khiến cái gọi là tình cảm rối loạn giống như lại trở về những ngày tháng chỉ có nhiệm vụ liên tiếp những năm tháng chinh chiến ở bên cạnh nàng chỉ có âm mưu liên tiếp cùng chết chóc chỉ có không ngừng đi về phía trước cùng hai tay nhuộm đầy máu tươi có biết bao nhiêu lần nàng muốn dừng lại bất kể là dừng lại bên cạnh cô độc chứng hay là tiêu phương. Con người luôn có lúc mệt mỏi, huống chi, tần như thương nàng cũng chỉ là một người con gái. Chương 485, con hổ mang Linh Nhi đi tản bộ trong cung. Tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng như thương tên là Khai Tâm, là một cái tên may mắn, làm cho người ta rất là hài lòng. Như thương có thói quen ngủ trễ, thức dậy cũng không sớm, nàng ngủ thêm một lát, nha đầu kia cũng theo đó mà không dậy quá sớm, đây đối với một hạ nhân mà nói là chuyện cực tốt, khai tâm chăm sóc như thương cũng nhiều hơn chút, hầu hạ cũng tỉ mỉ hơn, dần dần, khai tâm lại cảm thấy thật ra thì như thương cũng không dọa người như người ta nói, người chủ tử này chẳng những xinh đẹp, nếu người thật tâm đối xử với nàng, nàng cũng sẽ rất hòa nhã, ít nhất sẽ không làm bộ, cũng sẽ không sai bảo ngươi giống như sai bảo con chó, có lúc nàng bưng một bát cháo tới, người ta thậm chí còn nói cảm ơn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất ngại ngùng ở chung đã lâu cũng quen thuộc sau khi quen thuộc tiểu nha đầu cũng sẽ thử trao đổi cùng như thương một chút ví dụ như lúc này khai tâm đang chải đầu cho như thương mặc dù như thương chỉ thích để tóc xỏa tùy ý ở sau đầu nhưng dù gì nơi này cũng là hoàng cung cũng không thể quá mức tùy ý cho nên khai tâm sẽ chọn một số kiểu đơn giản búi tóc cho nàng lúc chải đầu liền bắt đầu tán gẫu tiểu nha đầu nói chủ tử ngày hôm qua con hổ đưa linh nhi cô nương đi tản bộ trong cung lúc đó như thương đang uống một ngụm trà khai tâm nói một câu suýt chút nữa khiến nàng sạch chết chủ tử người không sao chứ tiểu nha đầu vội vàng cầm lấy ly trà lại đưa khăn cho nàng lau như thương vội vàng hỏi lại nàng ngươi nói cái gì khai tâm nhắc lại ngày hôm linh nhi cô nương qua cưỡi hổ đi khắp hoàng cung làm rất nhiều người hoảng sợ sau nghe nói có người bẩm báo cho hoàng thượng nhưng hoàng thượng giống như không quan tâm tự mình hít sâu hai cái như thương chỉ cảm thấy mai mai giống như đang tạo phản, chưa từng nghe nói có người rảnh rỗi nên cưỡi hổ đi chơi cả, chuyện như vậy phải quan tâm, nếu không ngày nào đó, bọn họ sẽ đem một cây đuốc thiêu trụi cả hoàng cung này, chương 486, chương 486. Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo, chương 487, Linh Nhi coi trọng mai mai. Chủ tử. Khai tâm nhìn về phía như thương nháy mắt mấy cái, hình như Linh Nhi cô nương thích mai mai, hả? Như thương sửng sốt, ngay sau đó liền nói, nàng ấy bây giờ được bao nhiêu tuổi, khai tâm xem thường, thích một người còn phân biệt tuổi tác sao? Linh Nhi cô nương xem ra cũng đã mười mấy tuổi rồi. Chắc khoảng mười hai. Có thể thích một người, như thương vỗ tráng, Linh Nhi thích mai mai, nghĩ đến cũng không tồi. Vui mừng chuẩn bị khi nào rảnh thì nói chuyện với Mai Mai một chút, cũng tiết lộ mấy câu với phụ thân của Mai Mai cũng không biết vì sao, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, loại cảm giác này rất quá dị, nàng cũng không nghĩ ra, tóm lại là vừa nghĩ tới Linh Nhi cùng Mai Mai, liền cảm thấy không có cách nào đặt quan hệ yêu đương lên hai người bọn họ cả. Chấm 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 chấm. Đêm nay, như thương bất ngủ, thật ra thì cũng không chỉ có hôm nay, tình huống này đã kéo dài hơn nửa tháng, gần nửa tháng nay, nàng luôn là cảm thấy bên cạnh tồn tại một người tàn hình. Người kia xuất hiện ở tất cả những nơi nàng đi qua, hoặc nói một cách khác, người kia xuất hiện ở tất cả những nơi có thể tìm ra tin tức của Thầm Châu, trừ Tàng Kinh Các. Nàng đã từng vào Tẩm Cung của Hoàng Đế, thậm chí là Du Hiền Cung của Thái Tử Tiền Nhiệm cũng đã vào. Thầm Châu không tìm được, nhưng lại cảm thấy có người đang đi theo nàng. Đẩy nhẹ cửa phòng, trong đêm khuya lại đến Tàng Kinh Các một lần nữa. Tối nay cũng không phải muốn xem sách, nàng chỉ muốn xác nhận loại cảm giác kỳ quái đó một lần nữa. Lẽ ra nếu quả như có người, nàng phải phát hiện mới đúng không thể nào có chuyện đối phương đi theo lâu như vậy, nhưng ngay cả bóng người nàng cũng không thấy, dĩ nhiên, cũng có thể là người có thân pháp kinh công cực cao, cao đến xuất thần nhập hóa, nhanh giống như gió, người có bản lãnh này. Chỉ có Tiêu Phương, Tiêu Phương, nàng sớm nên đoán ra, không phải sao? Trong lòng nghĩ vậy, bước chân cũng càng nhanh hơn, sự chờ đợi tưởng như vô vọng nay lại bày ra trước mắt, vội vàng, chính là tâm tình duy nhất người bình thường có thể có, như thương cũng vậy. Chương 488, tiêu phương ngươi đang ở đâu? Gần như là lão đảo ngã vào tàn kinh cát, tướng sĩ giữ cửa đã sớm không để ý tới nàng nữa, bất kể là ban ngày hay là ban đêm, đối với như thương hoặc là tất cả những người trong cung viện của nàng, toàn bộ trên dưới hoàng cung cũng không ai dám ngăn trở, dĩ nhiên, chỉ trừ một chỗ, chính là liên viện, cô độc chứng đã từng không chỉ một lần muốn đi thăm mẫu thân của mình, vậy mà, cửa chính liên viện chưa bao giờ mở, ngay cả nha đầu kia cũng chưa từng đi ra ngoài hắn leo tường đi vào chỉ thấy hai người vẫn mạnh khỏe nhưng không chịu gặp bất kỳ ai cô độc chứng không chọn cách gặp mặt thông thường hắn lựa chọn chờ đợi cũng lựa chọn yên lặng theo dõi sự thay đổi nhưng tần như thương không thể đợi vừa vào tàn kinh cát trong nháy mắt cảm giác đó lại xuất hiện bên cạnh mình giống như có người ở bên nhưng không cách nào tìm được bóng dáng người kia giống như cũng đang tìm manh mối về thầm châu nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương không có địch ý, thậm chí là đang giúp mình. Nàng đi qua đi lại trong tàn kinh cát, thậm chí đứng bất động tại chỗ, che toàn bộ hơi thở để nghe động tĩnh chung quanh. Nhưng, nàng động, hắn cũng động, nàng ngừng, hắn cũng ngừng, nàng muốn tìm hắn, hắn muốn trốn nàng. Hai người giống như đang chơi trốn tìm, lần đuổi bắt này, đã gần hai canh giờ, rốt cuộc, nàng mệt mỏi, rốt cuộc, nàng ngừng nhưng nàng vốn luôn yên lặng từ nãy đến giờ lúc này đột nhiên nhìn vào khoảng không bắt đầu lên tiếng hô to nàng gọi tiêu phương tiêu phương tiêu phương ngươi ra đây ta biết là ngươi tiêu phương tại sao ngươi muốn trốn ta ngươi đi ra cho ta đáng tiếc trong không khí không có ai đáp lại mặc cho nàng càng giọng gọi dần dần nàng cũng không còn hơi sức dần dần nàng muốn buông tay cảm giác có người đi theo bắt đầu tan biến nàng biết hắn đi rồi như Thương cảm thấy cho tới bây giờ chưa bao giờ nàng lại thất bại như vậy, cảm giác thất bại này khiến nàng vô cùng mệt mỏi, thậm chí bắt đầu hoài nghi giá trị giác quan của mình. Chương 489, không bằng để cho nàng đi theo tiêu phương. Đứng lên. Một đôi tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nàng, chỉ hơi dùng sức đã kéo nàng từ trên mặt đất đứng lên, nàng nhìn lên, trong mắt có một tia mong đợi, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt kia lập tức lại ảm đạm, là ngươi à. Nàng nhẹ than trong lời nói lộ ra tiếc nuối, muốn rút cánh tay về, lại bị đối phương nắm thật chặt, ngươi muốn giày vò tới khi nào. Hắn mở miệng, khó nén bi thương, như thương lại bắt lấy vạt áo trước của cô độc chứng, vội vàng nói, lúc ngươi tới có thấy tiêu phương không? Vừa rồi tiêu phương ở đây, nhưng ta làm sao cũng không thấy được hắn, một câu nói, thật giống như đem một người đẩy vào hầm băng giá rét, cô độc chứng gần như đã hiểu, về tầng như thương, về tiêu phương, giữa hai người này luôn có một sợi dây vô hình kết nối dù là ở xa đi chăng nữa chỉ cần một người có động bên kia sẽ nhận ra hắn muốn cắt đứt sợi dây đó nhưng vẫn không xuống tay được nói cho cùng hắn chỉ hy vọng như thương hạnh phúc nếu như đi theo hắn chính là vạn kiếp bất phục vậy không bằng để cho nàng đi theo tiêu phương làm một đôi thần tiên quyến lữ trở về cùng ta hắn không nói thêm gì nữa quay người kéo như thương ra khỏi tàn kinh cát như thương còn lưu luyến lúc có lúc không quay đầu nhìn xung quanh. Chỉ tiếc trong đêm tối không có ánh sáng, trừ bóng cây loan lỗ, chính là mái ngói lưu ly, đâu thể tìm ra bóng dáng người đó. Chấm 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 chấm. Từ khi cô độc chứng hồi triều, thái tử trước liền bị phế vị, hoàng đế không có cách nào, đành phải phong vương cho hắn, nhưng vẫn không nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi cung để ở phủ khác bên ngoài. Ngày hôm đó, trên triều đình có tin tức truyền đến, nói thái tử tiền nhiệm tự xin đi tế châu làm phiên vương, cả đời này sẽ không đặt chân vào kinh thành một bước. Ban đầu hoàng đế không muốn đáp ứng, nhưng thái độ của thái tử rất kiên quyết, còn nói hắn đã không có lý do thích hợp ở lại kinh thành nữa rồi. Hơn nữa có đại thần khuyên nhủ, cuối cùng hoàng đế không thể không đồng ý với thỉnh cầu của hắn. Chương 490, Thái tử tiền nhiệm đi Tế Châu. Lúc như thương nghe được tin tức đó có hơi xúc động, nhưng không phải vì thái tử, mà bởi vì Tế Châu, nhiều năm về trước, nơi đó gặp đại hạng hán, thái thú tế châu chôn sống người tế trời cầu mưa xuống cho tế châu tươi tốt phồn thịnh nàng xuyên qua đúng lúc nơi đó đang hành lễ cầu mưa cũng chính nàng chó ngáp phải ruồi khiến cho bầu trời tế châu nứt ra làm cho nơi đó mưa thuận gió hòa lúc nghe được tin tức đã là chạng vạn trời chiều nghiêng bóng trải dài mắt thấy ánh sáng cuối ngày sắp tắt như thương hỏi khai tâm thái tử điện hạ đâu tiểu nha đầu than nhẹ đến ngoài viện của liên phi nương nương vừa nói xong đưa một chén canh tới trước mặt như thương nô tỳ mới vừa nấu xong chủ tử uống một chút đi cơm tối người ăn rất ít thấy như thương nhận lấy chén canh lúc này khai tâm mới nói chủ tử người đừng trách nô tỳ lắm mồm chỉ là người nên khuyên nhủ thái tử điện hạ ngày ấy đứng trong cả đêm như vậy vẫn trông chừng đến tận lúc trời sáng cũng không được vào liên viện tội gì phải khổ như thế chứ như thương khẽ lắc đầu đặt chén canh đã uống vài ngụm xuống sau đó nói khuyên như thế nào đây đó là mẫu thân của hắn hắn muốn đến thăm mẫu thân của mình, ta có thể khuyên như thế nào, nhưng liên viện trừ mạc diên cô cô, vài năm nay căn bản không có ai ra vào. Tiểu nha đầu gấp đến độ dậm chân, không đợi như thương hỏi nữa liền tự giải thích, mạc diên cô cô là thiếp thân tỳ nữ bên cạnh liên phi nương nương, nhiều năm rồi, vẫn đi theo nương nương, như thương đè huyệt thái dương, nói với nàng, thật ra thì cũng không phải là không có ai ra vào. Nói chính xác phải là không có ai từ cửa chính quang minh chính đại đi vào, lời này không giả, ít nhất nàng biết vẫn có rất nhiều người có thể leo tường đi vào, nói ví dụ như cô độc chứng, ví dụ như kẻ điều khiển rắn của thái tử trước, ví dụ như người rất giống hoàng đế đông thuộc được cô độc chứng cứu, chương 491, quỷ đồng đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút về Liên Phi đi. Như thương đột nhiên nói một câu như vậy, sau đó nhìn về phía khai tâm nói về chuyện trước kia của Liên Phi, khai tâm rất nghiêm túc nghĩ một lát, sau vẫn lắc đầu một cái, không phải nô tỳ không muốn nói, cũng không phải không dám nói, chỉ là chuyện nô tỳ biết về Liên Phi thật sự rất ít. Nghe nói nàng là phi tử hoàng thượng đã lập lúc mới vừa lên ngôi không lâu, khi đó nô tỳ còn chưa ra đời. Ba năm trước nô tỳ mới tiến cung, vẫn còn ở thành thục đô. Về Liên Phi, chỉ biết nàng có một nhi tử bị đưa đến Tây Dạ để làm con tin, những cái khác thì không biết. Nghe nói hoàng thượng đặc biệt rất thích nàng, nhưng 20 năm rồi, nàng vẫn trốn tránh không gặp như thương bất đắc dĩ, những lời này nói cũng như không. Bây giờ nghĩ lại, chuyện về vị liên phi đó, bọn hạ nhân thật sự biết rất ít, ít nhất những lời khai tâm vừa rồi nàng cũng biết, mà nàng không biết, khai tâm cũng không biết. Hai người đang thuận miệng trò chuyện, như thương thính tai, chỉ nghe thấy bên ngoài đang có tiếng bước chân vội vã chạy tới phòng mình, nàng vội vàng đứng lên, tiện tay kéo áo choàng khoác lên sau lưng, khai tâm ngẩn ra, vội hỏi nàng, chủ tử muốn đi đâu, đi mở cửa, vừa mới dứt lời, đã nghe cửa bị rầm rầm gõ hai cái sau đó cửa phòng bị người ta không khách khí từ bên ngoài đẩy ra như thương hơi nhíu lông mày thuận mắt nhìn là mai mai trong lòng nàng khẽ dao động trong nháy mắt có dự cảm xấu nhưng thấy mai mai tiến lên mấy bước liền kéo nàng ra bên ngoài như thương cùng hắn chạy ra ngoài đồng thời gấp giọng hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mai mai lại liều mạng lắc đầu sau đó còn khóc nức nở nói là quỷ đồng quỷ đồng đã xảy ra chuyện trong lòng như thương, lột bột một tiếng, một câu quỷ đồng đã xảy ra chuyện của Mai Mai, lập tức khiến cho nàng nghĩ tới lời của Tiêu Phương lúc ở Hách Thành.